một cái trái bưởi. Trái bưởi bị chán hả? Chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình với chị Hai Hải này nè, nấu chè bưởi. Nó chị Hai nấu nha. Chị Hai nói chị Hai chị nấu ngon dữ lắm. Vậy nay cái giờ mình đi hái bưởi, mình nấu, mình thấy đây có trái bưởi bị chán luôn ạ. Cái giờ mình cắt trái bưởi này. Bự. Trái bưởi nấu đủ không? Đủ gì hết. Cái bưởi bự mình có ai ruột mình ăn sẽ nhiều. Mình leo lên thấy. Ghim nổi không nha anh Bảy? Hứng này. Hứng khoan. Hứng. Để hứng. Hứng. Hứng nè. Rồi. À. Nặng không? Ôi ôi cái bưởi nó nặng. À, chí mấy mà. Các bạn, cái cây kéo này nè, hôm năm rồi á, cái anh Hùng ở Canada, anh về đây chơi rồi cái anh tặng cho ông xã mình hai cây vậy nè. Vậy mình để dành mình hái bưởi. Hái ngon vậy đó. Cắt nó béo vậy lắm béo. Cắt một cái là đứt à. Cái này bự quá chắc đủ à. Đủ không? Không đủ hái thêm cái nữa. Hôm nay mình nấu chè bưởi rồi mình có trái bưởi này nè và các bạn. Trái bưởi vừa chán này luôn. Cần thử rồi trái bưởi này nhiều. Vậy 2 ký 2 ký 6 dữ hả? 2 ký 6. Dữ rồi. Trái bưởi 2 ký 6 này các bạn. Bự dữ lắm bự. Cái này mình gọt ra nó nhiều vỏ dữ lắm. Rồi mình có đậu phộng. Đậu phộng đây mình rang rồi. Rồi đậu này thì có chị Hai. Chị Hai mua, chị Hai đem lên. Còn gọt rồi, luôn. Chị Hai nấu chín luôn rồi. Thở cái vỏ hay mê. Chị Hai cái dừa này cũng chị Hai lọt đem lên. Để chị Hai nấu chè, chị Hai đem lên luôn. Nhà mình cũng có, chị Hai lọc đem lên luôn. Chị Hai nói vừa này chị giật làm rồi chị lọc đem lên luôn. Này bột mì tinh. Này đường. Rồi có đậu xanh đó, đậu xanh mình đang nấu mình biết đó các bạn ơi. Mình nấu trước để làm nó không kịp. Nấu lâu. Cái đây mình có khổ tay nè. Khổ tay này mình ngâm rồi nở ra kìa. Bây giờ mình với chị Hai sắt vỏ bưởi. Cắt vỏ bưởi đặng xả luộc. Đặng cho nó không có bị đắng. Mình luộc kỹ kỹ chứ thôi mình ăn đắng. Mình làm chè bưởi đó các bạn. Thì mình chọn cái bưởi vỏ như vậy để nó có được nhiều vỏ mình sắp. Còn mình ăn thì mình lựa cái vỏ mỏng cho ngon. Tập cái vỏ này cho nè. Giờ mà cho nó dày ghê không? Cái tông này màu hồng luôn nè các bạn. Bưởi da xanh ruột hồng ở tông nó màu hồng luôn. Bây giờ mình sắp. Cái nồi đậu xanh mình nấu nè các bạn. Mình nấu nó gần chín nè. Mình nấu nãy giờ sắp chín nè. Giờ mình dỡ nắp ra để hơi nó chín cái mình không hay nó khét. Bé với chị Hai Hải gọt vỏ bưởi. Ê, cái này gọt ra nhiều dữ lắm rồi chị Hai Hải ơi. Nhiều quá hết, vỏ nhiều. Chị Hai gọt nhắn với em gọt không kịp. Chị Hai nghề rồi. Chị Hai nói chị Hai nấu chè bưởi ngon dữ lắm. Bữa nay chị Hai nấu. Đôi khi cũng bị tổ tác rồi nè. Nay thấy chị Hai tổ tài nấu ăn cái. Chị Hai gặp nhánh ghê luôn. Chị Hai làm gặt gặt ha. Xanh mà xả nó mới nhanh chứ còn xanh thì nó nhẫn nhẫn. Còn xanh mình ăn đắng nha. Ừ. Còn cái xanh này để mình sắp ra cái mình làm bứt vỏ bưởi. Vậy cái bưởi không có bỏ gì thôi. Thôi đúng rồi, mình để mình nấu gì biết không? Nấu với củ xả cái mình gọi đầu lấy cái the này nè, ngon dữ lắm. Nấu gọi tóc nó mượt. Bé gọt nè. Bé gọt chậm hơn chị Hai. Dao đó lục bé ơi. Chị Hai gọt dao bé ngon dữ vậy ha. Cái dao đen đen á. Bé. Chị Hai xách đồ nghề theo nữa các bạn ơi. Xách theo con dao này nữa nè. Hồi nãy mình thấy con dao này cái mình tưởng đâu lục. Mình chê. Mình chê mình nói con dao đó gọt không được đâu. Chị Hai nó làm ngon lắm. Hiện giờ thấy nó bén dữ con lắm các bạn. Dao lục. Thế thôi là con mài hết. Cái chỗ dao này thử coi. Dao
nhau này còn dở. Dao bén mà cũng khó cầm thôi. Nặng quá chị hai. Hai chị hai chỉ cho bé gọt sắt đi. Chỉ làm bớt làm. Bỏ bớt cái ruột trong nó mềm cái. Học nghề làm chè bưởi của chị hai. Sợt một lớp gì bỏ bớt. Người có nghề chứ. Là làm mà mất giá bưởi ăn. Bữa nhỏ dữ lắm. Bé không ngày tâm làm chè bưởi mà. Bé không thấy thèm chè bưởi nè, đòi làm chè bưởi hoài luôn. Lâu dữ đó mày không ăn. Hồi còn tên Sài Gòn nó biết đi ăn hả? Có chè bưởi nữa đi ăn chè Thái. Chè Thái có nhãn đâu không? Nhãn sầu riêng mít đồ. Rồi có rau cau đồ bỏ vô đi. Kế bên tường em có quán chè thiệt lớn. Chè bữa chè Thái, chè đậu, bánh lăng gì cũng có. Sắt cộng cộng cái gì nè các bạn. Sợi sợi giống như cái con bột khoai vậy. Cộng bột khoai vậy. Sao trái hình cộng nó vuông vuông rồi. Như cái hồi là mình xải sạch cái mình đậu người sắt nhỏ hơn á. Bự bự ăn cho ngon. Có miếng thái bự bự rồi bây giờ. Nhỏ quá anh ăn nó bấm cái miếng bưởi. Bé sắp làm như to hơn của chị hai à? To hơn xíu. Mày kêu bự bự ăn cháo ngon. Chị hai với bé sắt xong rồi các bạn. Sắt nãy giờ được đầy một phao luôn. Quá là nhiều. Ôi một hao này chắc ra rồi. Nhiều dữ lắm mà. Dạ hải dữ lắm à. Ừ. Quá trời luôn. Vậy mà nãy mình tính thấy thêm nó chắc ăn hết á. Thấy thêm ăn cái ruột. Ăn cho đã. Ăn cho đã. Quá. Các bạn. Cái này rồi đậu nó hỏi luôn. Thấy đậu cũng thèm chè nữa. Nãy giờ có rau má khai uống nè. Rau má khai nhưng mà ở thơm rồi. Cái mình luộc vỏ bưởi luôn. Như đây là đậu đây cũng nhiều. Vỏ bưởi này mình bỏ vô mình luộc nè các bạn. Mình luộc cho nó sôi sôi hay sao chị hai? Sôi cho rút nước vô đây được. Rút cho dễ xả vô được ha. Cho mình dễ xả chứ gì. Nhồi cho mau. Đây nữa chỉ được. Xanh đâu rồi? Xanh nó mất tiêu rồi. Giờ hai cái xanh bự này mất tiêu rồi. Không thấy nó lủng đây nó mất tiêu rồi. Giờ mình đi hái cái xanh nhỏ như vậy sao? Không chừa lại hai cái gì mất rồi. Không thấy nó lủng đây gì đâu ta? Giờ mình hái cái này. Thấy nhỏ xíu. Đi vô. Giờ chị xả này cho nó hết đắng. Nhào gì nè. Giò vậy cho hết đắng luôn hả chị hai? Xả nhiều lần vậy. Thôi đắng mình đâu có ăn được, nhẫn nhẫn. Nhào gì mà thử nào hết đắng. Mình nhắn mình ăn thử con bưởi hết đắng được. Đều có cái miếng vải để mình dắt vậy nè. Chứ dắt tay nó hả, không sạch nước. Đập ra.
lấy cái bồng giò. Cái bồng bột luôn. Bồng bột mới tao anh nhằn giờ mà. Mới mai. Nãy giờ nó chưa luộc cái phụ giờ giò cái xẹp lên. Cái màu lá cẩm này các bạn, mình nấu sôi rồi cái mình để vô trong cái bột mì tinh á, cái hình nhồi rồi mình hồi mình giò cái hột rồi hồng. Cho nó đẹp. Thì mình kéo vô bột này đang mình nhồi. Nó mình kéo vô ngay giữa à. Giống như mình tổng hồi. Mình nhồi vậy vô cho nó đều bột. Cái mình vậy hai bên vô. Rồi mình nhồi bột cùng làm vậy. Nhồi bột này mình làm nước đang sôi mới được nha các bạn. Cái nước. Mình nhồi xong rồi nè các bạn. Mình nhồi cái màu lá cẩm này xong rồi nè, nó thành ra giờ cái màu tím như là cái màu tím lục bình vậy, đẹp lắm. Giờ mình cái mình giò nhỏ nhỏ rồi mình nắm cái viên đậu phộng vô. Mình áo cái viên bột ngoài viên đậu phộng sau. Mình có cái đậu phộng. Mình giò cái viên mới lớn gì nè các bạn. Cái hồi để vô nó đẹp lắm. Nó thành ra màu hoa cà. Cái này mình làm màu nó hơi lợt thì ra màu này. Còn mình làm đậm thì ra màu tím diệm mà. Giò cũng dễ nhẹo à, mình giò gì như nhẹo à. Bột bột mì tinh mình nhớ chế nước sôi nha các bạn, chứ mình chế nước nguội vô là mình giò không được, nước nguội vô nó chảy mà nó cứng nhắc bột, nó không có dẻo như vậy. Mình giò nước sôi nó mới dẻo. Hôm nay các bạn đựng vô đây, cái này mình giò ít chứ không nhiều, không người ăn chừng 2-3 viên, nó nhiều quá mình giò lâu quá à, mình không giò nhiều. Giờ cái dừa này nè, mình nấu xong rồi. Bây giờ mình hắn cái mình dắt nước cốt. Mình hắn kẹo lại, ăn hồi nữa mình ăn với chè. Giờ mình dắt nước cốt dừa hắn nước cốt. Bây giờ mình dắt nước cốt. Cái này mình chưa chế nước vô nha các bạn. Mình dắt mình lấy nước cốt trước. Mình dắt nó ra nước ít á. Đây thấy mình dắt cái bằng cái bồng nè, nó ra nhiều. Giờ chị Hai chế bột vô pha cho lỏng lỏng ra cái mình ngâm cái vỏ bưởi vô nha các bạn. Cái này mình chế bột đại chứ mình đâu có cân lượng gì hết chị Hai. Con chế đại. Đậu đậu làm đại. Mẹ ơi. Ơi. Này bột kháng là bột gạo. Bột gạo rồi con. Nè. Để cho nè. Hết cái luôn là nửa ký hả? Ừ. Nửa ký. Gửi lên cái vỏ bưởi nè các bạn. Cho nó rút nó thấm vô nha các bạn. Cái bưởi này bưởi da xanh ruột hồng á các bạn, cho nên cái vỏ nó hơi hồng hồng, nó không có lá trắng như là bưởi năm rồi. Nếu mà mình làm được bưởi năm rồi thì nó trắng tươi à, nó không có màu hồng. Cái màu hồng này giống đu đủ à, bưởi này chín rồi. Ừ. Cái mình đậu nguyên diện hồi cái mình lăn ra cái lớp bột ở ngoài nữa các bạn. Còn ta làm nem chay ta làm sao ta? Uống bằng vỏ bưởi với đu đủ hả? Vỏ bưởi vô ta. Giờ tổng bột mì tinh áo lớp ngoài rồi nè các bạn. Mình áo gì nè. Rồi cái hồi mình đem luộc, nó ngon dữ lắm nha. Ăn nó giòn ngon dữ lắm. Này mình áo này còn chị Hai còn chế thêm bột nữa. Chị Hai lấy bột rồi. Thì mình làm như còn dư như cái mình cất lại. Mới mất mình làm mình ăn nữa. Bớt bớt cho mình.
ngon ghê, nhiều cái ghê thiệt. Hai ăn đã luôn. Chị nghe nói chị có thèm hả? Gà làm nhiều ăn đã cho ông bữa. Cho ngán luôn. Ngán hỏi con heo đòi ăn cái cây tô, bữa sau còn thèm nữa. Nó dễ thèm nữa. Bữa đâu, bữa chiều đấy em ăn tô, rồi tối em còn làm tô nữa chị hả? Ừ. Vậy là ngon, chứ mới ăn được nhiều. Tạo một cái cọng nổ cứng cứng, chị thấy nó ngày đờ cứng cứng. Cái nhiều ghê á. Tại này làm chắc không hết. Giờ mình hắn cốt nha các bạn. Hắn nó cốt thì mình để vô miếng bột. Miếng bột cho nó kẹo kẹo lên mình ăn nó mới ngon. Chị hai đang bắt nước lên. Chị hai bắt nước, bạn luộc luộc bưởi. Làm này nó mất thời gian nhiều lắm các bạn. Mà đi qua ăn ngon. À, mình ăn chịu cực chắc mình ăn ngon. Nó nhiều công đoạn. À, nó nhiều công đoạn làm lâu đó. Đủ thứ hết đây. Mà cái nào nó cũng làm thời gian nó dài. Con nhỏ nhỏ em con ngồi bưởi nó chết. Cái vỏ bữa này nè, nhồi nãy chị hai nhồi lâu chứ đó. Vậy cái mình nào dừa hắn nó cốt làm lâu đó. Cái bột. Vậy bột cho nó tan ra cái mình mới để vô nó cốt. Cái cốt thì để vô tí xíu muối nữa các bạn, cho ngon. Để vô miếng muối nha các bạn. Nó có phần để dặn miếng muối nó mới ngon. Còn không có muối nó ăn không ngon. Rồi mình bắt con nào bếp mình hái nó kéo đâu. Cắt cái này đừng hồi mình ăn cho nó dễ nha. Chứ để sợi nguyên sợ nó dài dữ lắm. Để hỏi lòng thọc. Ừ, nó dài dữ lắm. Nó về hòn với cọng râu vậy á. Nhưng mà ăn nó giòn nữa. Mà cắt rắn quá nó cũng dụng nữa nha. Vừa vừa. Chị hai bỏ vỏ bữa vô luộc. Nổi hình hình lên rồi nè các bạn. Nổi lên là nó sắp chín á. Mới sôi mới đổ vô được, không sôi là đổ không được. Không sôi đổ vô bị lên nước ha. Ừ. Giống như mình nấu chè trôi nước vậy. Nó tuôn cái bột ra nó. Nổi lên nè. Nổi bung bung lên bung lên. Dưới từng lên nha các bạn. Dưới từng từng lên nè các bạn, là nó chín nè. Hồi nãy mình bỏ vô nó chìm ngấm hết trơn à. Giờ nó nổi lên hết trơn à. Nó nổi đều lên cái mình vớt ra. Giống mình nấu hến á. Giống giống mình nấu hến, nấu con hến cũng giống vậy các bạn. Nấu hến bỏ vô cái nó nổi lên vậy. Đi kính thì hết, mình vớt ra. Có người ăn xuống không rồi? Ngon quá. Giờ thấy ăn hồi ăn chắc giòn đó. Hai túc cái này, túc cái hộp hộp bột hồi nãy mình dò các bạn. Cái màu đẹp kìa. Hồi nãy sao màu tím như cái màu tím qua lục bình mà giờ nó vô màu khác, nó chín rồi thành màu khác rồi. Thành màu đỏ đỏ đậm đậm. Nghe luôn. Này gặp có màu lá dứa nó đẹp lắm. Đậu phao gì ăn ngã nào cho hết. Quá trời luôn à. Cho bà con chùm sớm ăn. Lấy cái bình kia rồi mới đậu xanh. Chè đủ màu hết đẹp quá. Đã. Rồi chè của mình làm sắp xong rồi nè các bạn. Dọn lên bàn rồi nè. Này vỏ bưởi mình luộc xong với cái hộp cái xong, có cái bột với đậu đó. Đó. Còn đó là tôm nước cốt dừa mình hấn xong rồi. Còn này hộp đậu. Đậu trắng. Con này là đậu xanh. Con này là đậu phộng. Con này là khổ tay. Rồi bỏ vô, bỏ vô. Bỏ vô mình nhiều nha, nước đá thoải mái hay là bỏ bếp. Làm cái này nhiều không độ. Dạ. Xong hết rồi mình mời tất cả các bạn nha.
Rồi ăn thử chè cái ngon không? Mình mời cả nhà nha. Ngon quá. Ăn thử cái hột bột cái ngon không? Cái màu có hấp dẫn quá ha. Mình ăn ngọt rồi cái hồi cái mình ăn đó tím chín hay là màu tím này làm bằng gì? Làm bằng gì chị Bảy? Nấu tím. Em mới ăn lần đầu tiên em đâu có biết đâu. Không mới có cái màu này nè. Cái màu phải không? Em biết luôn phải không? Cái màu này giống màu củ dền quá ta. Củ cẩm. Lá cẩm không? Cẩm hả? Lá cẩm trước nè. Cái màu giống màu củ dền. Ngon quá. Cẩm là làm đẹp ha. Ngon quá. Màu bả nó có mặn. Không chị nó có gì? Có nước cốt mới ngon. Có nước cốt mới thơm ngon với đậu xanh kèm vô mới ngon. Nước cốt mới béo mới ngon. Bữa ngon quá, bữa ăn dai ngon quá. Bả làm khéo quá. Bởi chị hay Hải làm á. Ăn dai mà ăn hơi sực sực. Giòn. Giòn á. Giòn. Ngon. Ăn gì mà nó phải đục màu vậy nè mới ngon à. Chân không bằng có chị, chị quên cái hai muỗng đậu xanh. Chứ bả không có nước cốt nên nó đang. Đi nước cốt. Nước cốt nó mấy. Em chín cho chị miếng đậu phộng. Rồi được. Ăn vui. Ly của mẹ đó bé. Xéo ngon quá. Cầm thẳng. Giờ bữa này mình làm nó mất thời gian nhiều lắm. Mà làm nó lâu nữa. Ăn nó ngán như mấy loại chè khác. Nhiều quá. Như gan đậu phộng thì giò như đậu phộng vô. Ổn. Lá cẩm đẹp quá trời luôn á. Đẹp quá. Có ăn năm hết. Nếu thấy cái viên đó đó. Nhất là làm cái bữa này nhỏ lâu. Nhồi bữa lâu. Mình đi mua chè bưởi với cái bưởi này ít lắm. Nó lóng thoáng à, chứ không phải nhiều như nhà mình. Bởi nó làm cực á. Nó làm cực quá, người ta bán nhiều như mình nó không có lời. Để hỏi nó đắng mà mình làm sao cho nó hết đắng nữa ha. Cho nên nó lâu. Mình xả mấy nước. Mày làm gì làm khéo rồi làm không có đắng nè. Hỏi mua chợ người ta làm còn ăn còn hơi đắng. Hơi nhẫn nhẫn á. Hay hải à. Người ta làm biến nhồi á. Biến nhiều quá người ta làm như thế. Người ta bán nhiều. Hải bé ăn rồi giờ tới mình ăn. Ăn ngon đó các bạn. Thôi đừng giao bộn. Mấy con giòn. Cả con phân bì. Là cho chú con đã lý. Cảm ơn mẹ lý như nhau. Con không chịu. Không bị chè sao ăn no luôn. Ngon quá. Ăn rừ nó thêm gì nữa. Đây chị lóc mốt cho. Mà no rồi. Để chị để cái công viên đỏ đỏ này ngon. Để chị đưa ly rồi. Định đưa chị bảy mốt cho Định. Đưa ly chị bảy nhiều rồi. Hai viên. Cảm ơn chị bảy nha. Này như mình để trong tủ nó tạo lại cái màu đục. Cái cọng này. Con bưởi hả? Ngon. Chị để thử. Lạnh quá à, nó đục. Giòn quá. Cái này em chín kêu bạn gì em chín. Rong biển. Dạ hai cái bạn gì? Kêu phở tay. Mà cũng kêu phở tay.
bữa đó mà nó chè kêu bỏ thằng bệnh đi mua, nó không con đi mua ở đây người ta nó không có sổ tay có rong biển luôn à. Thì cũng có cái vậy mà người kêu này kêu khác á, nó mua không được điện thoại vậy, nó hỏi giờ có rong biển có sổ tay mua được mà bảy vậy là cái đó. À vậy là cái đó. Nó ăn mát à, rong biển này nó trồng con tưởng mặn con biển đấy. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video của mình. Mời các anh chị và các bạn xem tiếp video mới của mình và đăng ký chia sẻ ủng hộ cho mình. Và bây giờ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại.